Có một vị khất sĩ tu theo lối tu khổ hạnh, ngày chỉ ăn một bữa, mặc áo vá, tối ngủ ở gốc cây, nghĩa địa, nhà hoang, không nhận tiền cúng dường. Có nhiều người bày tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái thầy như một vị Phật sống. Nhưng cũng có không ít kẻ chê bai, cười nhạo, nghi ngờ, thậm chí là phỉ báng thầy. Không ai khác, đó chính là sư thầy Thích Minh Tuệ. Tiền và Tỉnh Thức rất vui khi được gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube Tiền và Tỉnh Thức. Trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ 3 nội dung chính: sư thầy Thích Minh Tuệ là ai, 13 hạnh đồ đà mà sư Minh Tuệ tu là gì, và sư thầy Thích Minh Tuệ có phải là một vị chân tu hay không. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Sư thầy Thích Minh Tuệ là ai? Sư thầy Thích Minh Tuệ sinh năm 1981, tên thật là Lê Anh Tú, tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Ông là con thứ hai trong một gia đình có 4 người con. Năm 1994 thì ông cùng gia đình chuyển đến xã La Tô, huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai sinh sống. Tại Gia Lai thì khi học hết phổ thông trung học, ông thi nghĩa vụ quân sự. Khi xuất ngũ thì ông theo học tại trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên. Tốt nghiệp, ông làm công tác đo đạc địa chính cho một công ty tư nhân có trụ sở tại tỉnh Phú Yên. Năm 2015 thì ông xuất gia đi tu tại một ngôi chùa với pháp danh là Thích Minh Tuệ. Sau đó thì ông rời khỏi chùa và tập học tu hạnh đầu đà từ năm 2017 cho đến nay. Ông cho biết ông không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa nào, cơ sở tu viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho biết ông không phải là tu sĩ của một giáo hội này. Mười ba hạnh đầu đà mà sư Minh Tuệ tu là gì? Hạnh đầu đà là một trong những pháp tu khổ hạnh mà sư Minh Tuệ đang tu học. Ở thời Đức Phật thì trong đó tiêu biểu nhất là tôn giả Maha Ca Diếp, vị thánh tăng đệ nhất đầu đà. Đầu đà có nghĩa là trừ bỏ phiền não trần cấu. Đầu đà là một trong những phương pháp tu khổ hạnh, cho nên cũng được gọi là hạnh đầu đà. Cốt để tôi luyện thân tâm bằng cách diệt trừ lòng tham trước đối với ba vấn đề thiết yếu của đời sống hàng ngày là cơm nước, áo quần và chỗ ở. Chư vị tỳ kheo thường tu tập hạnh đầu đà, cho nên cũng được gọi là chư vị đầu đà. Trong sinh hoạt hàng ngày thì người tu tập hạnh đầu đà phải chấp hành 13 điều quy định, hay còn gọi là 13 hạnh đầu đà như sau. Thứ nhất là y phục làm bằng những mảnh vải rách. Thứ hai là chỉ dùng 3 y. Thứ ba là khất thực mà ăn. Thứ tư là chỉ ăn một bữa vào giờ trưa. Thứ năm, không ăn quá no. Thứ sáu là không giữ tiền bạc. Thứ bảy là sống độc cư. Thứ tám là sống trong nghĩa địa. Thứ chín là sống dưới gốc cây. Thứ mười là sống ngoài trời. Mười một là không ở cố định, thường du hành. Mười hai là ngồi ngủ, không nằm ngủ. Và mười ba là chỉ dùng hình bát. Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp có đoạn: tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị sa môn, một tỳ kheo thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên niết bàn, lại còn lợi ích cho chúng sinh không kể xiết nữa. Bởi người hành giả khi thực hành các hạnh đầu đà sẽ đạt được những đức tính cao thượng. Hạnh đầu đà là phương tiện quý báu trợ duyên cho sự thoát ly khỏi tham dục, tu hạnh đầu đà để thành tựu giới, tăng trưởng định và viên thành tuệ. Thế Tôn đã xác quyết: hạnh đầu đà này được ở đời thì pháp của ta cũng sẽ được lâu dài ở đời, thiên đạo tăng thêm, ba đường ác liền giảm, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm đều còn ở đời. Rõ ràng trong thời hiện đại hiếm có người tu nào giữ được một, hai hay chọn hết các hạnh đầu đà. Tuy nhiên thì công hạnh của bậc thánh đầu đà đệ nhất nhắc nhở chúng ta về một đời sống giản dị, thanh bần, muốn ít và biết đủ. Làm sao để đời sống tu hành không bị vướng mắc nhiều quá vào ăn, mặc, ở hay là ngũ dục, ngũ trần nói chung.
Vì giải thoát trong ý nghĩa đơn giản nhất là không bị kẹt, không bị dính mắc, thong dong với mọi thứ trong đời sống hàng ngày. Vậy nên sư Minh Tuệ lựa chọn tu theo 13 hạnh đầu đà là một nhân vật hiếm có trong thời đại ngày nay. Chúng ta càng phải tôn trọng và trân quý hạnh của người tu như thầy. Thông qua một số clip trên mạng thì thấy sư đã và đang thực hạnh đúng với hạnh đầu đà. Khuôn mặt sư trông gầy gò, da đen nhưng rất sáng. Sư nói năng giản dị, mộc mạc, chân thành và rất khiêm nhường. Nói chuyện với ai thì sư cũng xưng là con. Sư không thuyết giảng những gì cao siêu, huyền bí của đạo Phật. Nếu ai đó gặng hỏi về phương pháp tu tập, sư luôn nói về việc giữ giới. Điều đó rất đúng với lời Phật dạy, bởi con đường của giải thoát là giới, định và tuệ. Trước những cử chỉ đôi khi quá tôn kính của người đời, sư luôn khiêm hạ đáp lễ, không bao giờ xưng là thầy và luôn nói sư đang tập học. Vậy tại sao một vị khất sĩ đang trên con đường tu học, chưa chứng đắc nhiều lại trở thành hiện tượng được rất nhiều người dân trân trọng, tôn kính như vậy? Một trong những lý do căn bản nhất là bởi vì sư Minh Tuệ đã giữ giới, sống thiểu dục, khiêm hạ, không nhận tiền, không nhận vật thực cúng dường khi bình bát đã đầy thức ăn, lấy việc tu thân, tu tâm làm sự nghiệp trong mục đích tối thượng của đạo giác ngộ giải thoát. Sự xuất hiện của sư Minh Tuệ giống như dòng suối trong, mát lành giữa những con sông hồ đang bị ô nhiễm, nên được đông đảo dân chúng chào đón và tôn kính. Sư Minh Tuệ có phải là bậc chân tu không? Đến hôm nay thì sư Minh Tuệ được rất nhiều người biết đến với sức lan tỏa rộng khắp, vượt xa cả biên giới quốc gia. Và câu chuyện về sư Minh Tuệ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Khắp các trang mạng xã hội tràn ngập những video hình ảnh về ông. Theo đó thì rất nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, kính phục, ngưỡng mộ có, chê bai, miệt thị có, muôn nẻo trần ai. Nhưng may thay, những người nghĩ tiêu cực về ông vẫn là thiểu số. Sư Minh Tuệ tu theo pháp khổ hạnh đầu đà. Một số người nhìn vào hành trang và y áo của ông mà phỉ báng. Nào là điên khùng, nào là hành xác, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Nhưng những kẻ phỉ báng ông đâu biết rằng sư Minh Tuệ đang thực hành theo đúng chính pháp. Ông làm theo những lời dạy trong kinh Nguyên Thủy, đó là từ bỏ gia đình, sống đời sống phạm hạnh, một lối sống trong sạch, thanh tịnh, minh triết, buông xả tất cả, thiểu dục chi túc. Người ta nhầm lẫn khổ hạnh đầu đà là cách tu khổ hạnh trong 6 năm đầu của Đức Phật đi cầu đạo. Cái khổ hạnh ấy của Đức Phật là khổ hạnh ép xác, hành xác khiến cho cơ thể phải chịu nhiều đau đớn. Như vậy, khổ hạnh đầu đà nghĩa nào đó là tiền thân của con đường trung đạo và vẫn gần với nó nhất. Nhiều người lại cho rằng tu hành quan trọng là ở trí tuệ chứ không phải là khổ cái thân, nhưng họ nhầm lẫn giữa trí tuệ thế gian với trí tuệ Phật. Trí tuệ thế gian là khả năng nhận thức của con người, cứ từ di truyền và học hành rèn luyện, trong khi trí tuệ Phật chỉ được khai mở khi người tu phải biết nghiêm trì giới luật. Có giới mới có định mới sinh ra tuệ. Cho nên, Đức Phật nói ở đâu có giới hạnh thì ở đó có trí tuệ và ngược lại. Thực hành hạnh đầu đà cốt lõi là để chấm dứt mọi phiền não trần cấu. Vì ở pháp hành này, giúp hành giả có thể hộ trì các căn, không bị chi phối bởi hoàn cảnh, dần đoạn diệt tham sân si. Đó là lý do vì sao người tu chỉ ăn ngày một bữa, giảm cái tham ăn, ngủ ngồi để giảm cái tham ngủ. Vì nằm rất dễ ngủ say và ly bì, mặc ba y, nhu cầu tối thiểu giảm sự lệ thuộc tham ái vào y phục. Một số người khác lại chỉ trích hạnh đầu đà sao không sống độc cư ở trong rừng mà cứ đi lang thang ở khắp cả nước làm gì. Thưa rằng, thời nay thì tìm rừng ở Việt Nam như thời Đức Phật tại thế là không thể. Và sư cũng từng có thời gian ẩn tu trên núi Sạn. Vậy tại sao ông quyết định lựa chọn cách hộ hành đi khắp đất nước? Như ông trả lời thì đó là đi tập học và rèn luyện sức khỏe. Thực tế nếu hiểu sâu thì ông đang thực hành đúng chánh pháp Như Lai. Vì đi như vậy là cách để ông chánh niệm thân thọ tập pháp. Vì phải sống trong khổ, biết khổ, chứng nghiệm khổ thì mới hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đó khổ sẽ tự chấm dứt, chứ không phải mong thoát khổ để được lạc.
Trên bước đường của sư, nếu ông bị cám dỗ bởi vật chất, tiền bạc, sắc đẹp, tức cái tham dục đã khởi lên, hay ông cảm thấy bị phiền toái khi nhiều người vây quanh quấy rối, tức cái sân đã nổi lên. Do đó, nếu chị ẩn tu chưa chắc đã chế ngự được tâm, khi đứng trước những xúc chạm của thế tục, lại nhiều kẻ phê phán rằng ông đi như thế có lợi ích gì cho xã hội, cả xã hội ai cũng đi như ông thì lấy gì mà ăn. Đây là những câu hỏi thiện cận, có tính chất ngụy biện hoặc là đề cao về bản thân mình. Thế chúng ta hãy tự hỏi là mỗi người chúng ta đã làm được gì cho xã hội. Ai cũng có phần đóng góp cho xã hội, không nhiều thì ít. Và những giá trị con người có thể tạo ra không chỉ bằng định lượng vật chất mà còn bằng tinh thần. Lẽ thường thì cái mà ta đã làm được dễ nhìn thấy là cho bản thân và cho gia đình, nhưng cái mà sư Minh Tuệ đã và đang làm là cho xã hội lớn lao và rõ nét hơn ta rất nhiều. Đó là sư đã giúp cho nhiều người thấy được hình ảnh của Phật giáo nguyên thủy và bóng dáng tu hành trong cuộc đời Đức Phật. Sư như một tấm gương chiếu yêu, có thể làm lộ ra chân tướng của một số sàn tăng, chuyển hoàn tăng, hiến kế tăng, theo lời bình luận của một số khán giả. Sư đã khiến cho nhiều người đang mê lạc tà đạo thức tỉnh trở về với ánh sáng của chánh pháp. Sư đã khiến nhiều người vẫn giữ được niềm tin vào Phật giáo, và ngay cả những tín đồ tôn giáo khác cũng có cái nhìn thiện cảm và mến mộ đạo Phật. Sư đã khiến nhiều người tự soi xét lại mình và giảm bớt tham sân si trong cuộc sống. Thậm chí không ít người còn buông xả tất cả mà xuất gia theo bước chân của sư. Và nghĩa nào đó thì sư đã khiến cho tình người gần gũi hơn, xã hội hòa ái hơn. Vậy nếu cả xã hội mà cứ làm được như sư thì tốt biết bao. Khi đó tôi tin chắc rằng xã hội không chỉ có ăn, có mặc mà còn có một đời sống an lạc, hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng tiếc thay, làm được như sư sẽ không được mấy người đâu. Lại có người thắc mắc rằng sao thầy tu mà sư con không xưng thầy với người khác. Thứ nhất, ông đã chọn con đường buông xả, không còn bị ràng buộc việc tu tập ở chùa cũ, cũng không nhận mình là sư thầy của ai cả, cốt để khỏi ảnh hưởng đến bất cứ ai và không bị phiền hà về chuyện giấy tờ tu sĩ. Thứ hai là sư Minh Tuệ sư con với tất cả đại chúng hiểu sâu hơn, đó là ông đang thực hành phá chấp ngã, tức ông không quan niệm mình là thầy, bỏ qua cái tôi mà khiêm hạ với mọi người. Rõ ràng đây chính là tinh thần của vô ngã. Hiện tại thì trên bước đường tu, sư đi đến đâu thì dân chúng cũng kéo theo hàng trăm hàng nghìn người tới đó, và trong đó có không ít những YouTuber, TikToker hay là Facebooker. Điều đó khiến cho nhiều người lo lắng vì khiến cho an ninh, sự phiền nhiễu cho việc tu tập của sư. Theo tôi thì chúng ta chớ vội mà trách cớ, chửi bới những người làm kênh mạng xã hội. Hãy nhìn vào mặt tích cực của họ, vì nếu không có họ thì làm sao tạo ra được những hiệu ứng tốt đẹp và lan tỏa về một bậc chân tu. Và với thời đại ngày nay thì cũng cần nhìn nhận rằng việc hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh, chia sẻ những điều tốt đẹp sẽ rất hữu hiệu khi có sự hỗ trợ của truyền thông và mạng xã hội. Nếu không thì làm sao Phật tử ở Việt Nam biết đến những bài giảng của sư Pháp Hòa hay là sư Tịnh Không và những bậc cao tăng khác nữa. Mặt khác thì sự tụ tập của họ cũng là một phép thử để sư Minh Tuệ thực hành chế ngự tâm. Khi được nhiều người chú ý, sùng bái, vái lạy, nếu sư khởi lên cái tâm mình là quan trọng, mình là trung tâm, là ngôi sao, thì ngay lập tức sư rơi vào ngã chấp, ngã mạn, tức là tâm tham ái và cầu danh. Nếu họ vây quanh khiến cho sư không có thời gian để nghỉ ngơi, sinh hoạt, mà khó chịu, nổi giận, tức là tâm sân đã khởi sinh. Cho nên những tình huống này là một phép thử cực đại trên bước đường trì giới và chánh niệm. Cho dù đi bộ có khổ cực đến đâu, nhưng lúc nào trên mặt sư cũng an nhiên và luôn nở nụ cười. Hay nhiều người dân thì tỏ lòng thương xót cho sư, xì sụp khóc lóc vì chứng kiến cảnh sư đầu trần chân đất. Sự dung cảm này có thể hiểu được, nhưng đó là chúng ta lấy cái suy nghĩ và đôi mắt của người thế tục lựa chọn con đường khổ hạnh ấy, khiến cho sư cảm thấy được lạc thọ nội tâm, và những trở ngại đó mới giúp sư đến gần hơn với giác ngộ. Lại có người lo cho sư
vì những tai họa có thể ập đến bởi những thế lực đen tối, xin cũng đừng lo. Khi đã chọn con đường này thì phải là một bậc đại dũng. Chẳng phải sư đã từng nói, còn cho con sống thì con tu tiếp hay sao? Đây là tinh thần vô úy, khi sư đã thấu triệt vô thường, vô ngã. Điều mà ta nên quan tâm là liệu sư có thực sự đã đạt được tâm thái đó hay chưa? Nếu đã đạt được thì Niết Bàn cũng không còn xa nữa, vậy tất cả nên hoan hỉ. Tất nhiên khi tán thán về pháp hành của sư Minh Tuệ thì không đồng nghĩa với việc hạ thấp các pháp tu khác. Ở những bậc chân tu trên đất nước này, mỗi người một căn cơ, một hạnh nguyện khác nhau, nên không thể ai cũng phải giống nhau. Mỗi cá nhân có mặt trên thế gian này là để hoàn thành một sứ mệnh của riêng mình. Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giữ giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp, và thực hành được hạnh Đồ Đà là một công hạnh lớn, xưa nay không mấy ai làm được. Vậy tán thán, kính ngưỡng, giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thần thánh hóa sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến cho rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo. Chúng tôi vừa trình bày xong những điều thú vị về sư Minh Tuệ, một người không tự nhận mình là sư, nhưng trong mắt nhiều người thì ông chính là sư, là thầy của mọi người. Dù sư Minh Tuệ có là bậc chân tu hay là bậc giác ngộ hay không, điều đó không quan trọng, vì điều đáng ghi nhận, đáng tán thán, đáng được kính trọng, đáng được tôn trọng chính là những hành động của sư đã khơi dậy tấm lòng từ bi của biết bao con người, giúp cho họ tin tưởng vào Phật Pháp, vào những lời Phật dạy. Cuối cùng thì Tiền và Tỉnh Thức cảm ơn bạn đã lắng nghe và ủng hộ chúng tôi thông qua việc chia sẻ những bài học giá trị, với một mong muốn duy nhất là giúp bạn sớm đạt được trạng thái sống tỉnh thức trong từng phút giây. Nếu bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích, hãy chia sẻ nó cho những người nào cần, và nhớ ủng hộ kênh bằng một nút like, nhấn theo dõi và bật chuông thông báo để đón xem những video mới nhất hàng tuần từ chúng tôi. Và nếu bạn có bất cứ một cảm xúc hay suy nghĩ nào thì hãy chia sẻ ngay ở phần comment bên dưới nhé. Chúc bạn luôn an lành và hạnh phúc. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong video tiếp theo.